Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Hoàng Dôn Trang Trang TV. Bây giờ thì đang là hơn 5 giờ chiều, tức 17 giờ của ngày 13 tháng 5 năm 2021. Tôi lại ngồi đây để cập nhật cho các bác những cái thông tin rất nóng liên quan sự việc ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta quay trở lại với ông Nguyễn Văn Thanh, giám đốc một công ty của Hasinco, công ty xây dựng phát triển nhà số 2 Hà Nội. Và các động thái đưa ra là rất quyết liệt. Tôi có đầy đủ một cái bản tường trình được gửi cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ngày hôm nay của Tổng công ty xây dựng phát triển nhà Hà Nội. Và ở đó thì đề nghị rằng trách nhiệm chính là ông Nguyễn Văn Thanh. Đây là một chia sẻ các bạn là thế. Nguyễn Văn Thanh, và đây là toàn bộ này. Tôi có toàn bộ bản full luôn. Bản full công văn này luôn. Và của ông Nguyễn Văn Thanh. Và đề nghị kiểm điểm trách nhiệm chính của ông Nguyễn Văn Thanh. Trong thời gian đó thì tạm đình chỉ mọi cái chức vụ của ông Thanh này. Tuy nhiên, trong ban lãnh đạo của công ty thì có 7 người. Thì 6 người đã bị đi cách ly rồi. Bởi vì đã theo thuộc diện F1 tiếp xúc với ông Nguyễn Văn Thanh. Và chỉ còn có một người duy nhất là một giám đốc một xí nghiệp trong đó là có đủ cái điều kiện để mà điều hành công việc. Qua đó có thể thấy rằng những hành vi của ông Thanh gây ảnh hưởng cho chính doanh nghiệp của mình là như thế nào. Về bệnh viện Thu Cúc thì cũng đã với quan tâm của mạng xã hội thì phòng khám đa khoa Thu Cúc thì cũng đã bị đình chỉ rồi, để làm rõ cái trách nhiệm liên quan tới việc mà tại sao lại không xét nghiệm cho ông Thanh và vợ của mình. Việc đó thì mình bỏ qua một chút. Quay trở lại với ông Nguyễn Văn Thanh và vợ thì không chỉ gây cái rắc rối cho chính doanh nghiệp của mình và bản thân, mà ông còn làm toàn bộ khoa cấp cứu của bệnh viện Việt Xô và các bác sĩ phải đi cách ly chỉ bởi vì của mình. Trên tờ báo Dân Trí ngày hôm nay thì bệnh viện Việt Xô có như thế này: giám đốc Hasinco mắc Covid-19, khai báo thì không trung thực. Thì bệnh viện Việt Xô nói gì về chuyện này? Thì các bác có thể thấy rằng là tựu chung lại là tất cả những bức xúc được dồn nén chỉ bởi vì một cái sự vô trách nhiệm trong đó. Và chúng ta nhìn rõ được cái sự không trung thực như thế này. Tôi trích dẫn cho các bác một đoạn. Ông Nguyễn Văn Thanh đã đưa vợ là bà NTTH là 2 ca Covid-19 mới có tiền sử đi du lịch Đà Nẵng và được Bộ Y tế công bố sáng 13 tháng 5 là bệnh nhân số 3634 và 3633. Tuy nhiên khi đến thăm khám tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô vào ngày 12 tháng 5 thì đã không thông báo cái lịch trình của mình. Trao đổi với phóng viên Dân Trí về hai cái trường hợp này thì phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Hà, giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô đã khẳng định hai bệnh nhân này khi đến bệnh viện chúng tôi thì đã không trung thực trong việc khai báo y tế. Cụ thể, vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng 12 tháng 5, hai vợ chồng bệnh nhân thì được lái xe riêng đưa đến bệnh viện. Sau khi khai báo y tế thì hai bệnh nhân và lái xe thì đều khai là không đến vùng dịch. Một sự thiếu trung thực không chấp nhận nổi. Đều khai rằng là không đến vùng dịch. Không tiếp xúc với ai nghi nhiễm Covid-19, không có biểu hiện triệu chứng ho, sốt, đau họng, chảy mũi. Thế không hiểu đến khám để làm gì. Sau đó thì khi hai bệnh nhân vào phòng khoa cấp cứu ấy thì phía bệnh viện đã phát hiện họ có biểu hiện ho, đau họng nên đã đưa thẳng bệnh nhân vào phòng cách ly và làm test kháng nguyên Covid-19 tại chỗ. Lúc này theo phó giáo sư Hà thì vợ chồng bệnh nhân này vẫn quanh co, không khai báo rằng mình có đi Đà Nẵng hay là có yếu tố dịch tễ gì không. Không khai báo gì cả, sợ thế chị ạ. Và khi có kết quả test nhanh dương tính, lúc này hai bệnh nhân mới khai tiền sử dịch tễ là có đi Đà Nẵng từ ngày 30 tháng 4 đến mùng 2 tháng 5 và có triệu chứng ho, đau họng từ ngày mùng 6 tháng 5. Từ ngày 30 tháng 5 đến mãi đến ngày 12 tháng 5 mới phát hiện. Và lịch trình thì các bác thấy rằng kinh khủng khiếp. Và họ vẫn quanh co đến tận cái lúc mà đi khám vào. Thật là may mắn bởi vì các bác sĩ đã nhìn ra
và có được cái động thái rất nhanh. Và sau đó thì báo cáo để mà làm các xét nghiệm khác để thấy rằng là các bệnh nhân này không còn cái lời gì để mà nói. Và tôi hy vọng rằng là cơ quan điều tra sẽ nghiên cứu cái vụ việc này và khởi tố cái vụ án. Khởi tố cái vụ án để mọi người nhìn vào đó thấy rằng là một vài cái gọi rằng là quanh co hay là những cái không khai báo của mình nó ảnh hưởng đến cộng đồng như thế nào. Và bây giờ hai cái chung cư gần nhà tôi, đó là chung cư Hồ Gươm Plaza 2F1 đấy, và đã dương tính rồi đấy, liên quan tới cái anh Nguyễn Văn Thanh này này, ở cái Hồng Hà, trong tham dự cái buổi giới thiệu Hồng Hà Eco City, một buổi giới thiệu dự án ấy, thì hai người ở đó, một là ở Hồ Gươm Plaza chung cư đó, chung cư Bujang là chung cư còn lại, cũng ngay sát cạnh chung cư Hồ Gươm Plaza luôn. Và hiện nay cả hai cái tòa nhà này thì đều đã được phong tỏa rồi. Bao nhiêu con người phải khổ chỉ bởi vì là hai cái người này đi chơi đi chiếc cái thứ về mà chẳng có khai báo một chút gì cả. Bây giờ từ công ty đến mọi người đều khổ. Cả cái tòa nhà 91 Đinh Tiên Hoàng cách Ủy ban Nhân dân thành phố cũng không ra cả. 91 Đinh Tiên Hoàng ấy, là ngay cạnh Hồ Gươm luôn đấy các bác. Đấy, nói thế để các bác không ở Hà Nội thì các bác có thể nhìn thấy được cái vị trí trung tâm của nó là như thế nào. Đây là thông tin thứ nhất mà tôi muốn chia sẻ với các bác. Thông tin thứ hai là liên quan tới ông Đoàn Ngọc Hải. Thì trong một cái thông báo mới nhất cách đây khoảng tầm 3 giờ đồng hồ, tức 12 giờ trưa, thì ông Đoàn Ngọc Hải có chia sẻ thế này. Ông Đoàn Ngọc Hải đang nghi ngờ là mình bị dính Covid-19, và ông đã chia sẻ cách đây 4 giờ đồng hồ như sau. Tại Sìn Hồ, Lai Châu, vào lúc 12 giờ 35 phút trưa nay ngày 13 tháng 5 năm 2021, tôi đang trên đường đến địa phận huyện Mường Lay, tỉnh Điện Biên. Tôi chở 4.000 hộp sữa cho các cháu huyện mầm non của huyện Nậm Pồ. Từ sáng tới giờ thì tôi bị sốt và đau nhức các khớp kinh khủng. Khả năng tôi đã bị nhiễm virus COVID. Tôi đã uống 2 lần Panadol mà dấu hiệu này vẫn không suy giảm. Tôi rất mong tài xế nào trẻ khỏe và không bị bệnh nền lái xe cứu thương của tôi để đưa tôi về Hà Nội xét nghiệm và xử lý các bước tiếp theo. Rất mong các anh em lãnh đạo huyện Mèo Vạc đã ăn sáng với tôi thì khẩn trương tự cách ly sớm. Trân trọng cảm ơn. Tôi thì nghĩ rằng thế này, và bây giờ mọi việc đã được giải quyết rồi, cho nên là các ý kiến trái chiều thì thôi mình không nói chuyện nữa. Anh Đoàn Ngọc Hải thì đã được đưa vào trung tâm y tế quận và sẽ xét nghiệm tại đó, chứ không nhất thiết là phải về tới tận Hà Nội. Xe của anh đó, của anh Đoàn Ngọc Hải thì đã được bàn giao cho những người khác để phục vụ cái công tác của mình. Tuy nhiên, các bác có thể thấy có mấy cái điều như sau. Anh Đoàn Ngọc Hải là sáng nay là có ăn sáng với cả các lãnh đạo của huyện Mèo Vạc. Và tôi hy vọng rằng là mình cứ tự cách ly là trước nhất, theo lời anh Đoàn Ngọc Hải nói là tự cách ly. Và những ai mà đã tiếp xúc với anh Đoàn Ngọc Hải, ngay cả các cháu bé hay mọi người nữa, là cũng tự giác cách ly ở trong cái thời điểm này, trong khi chờ cái kết quả chính thức. Tôi nghĩ rằng là bằng một cái status của mình như thế này lên, thì anh Đoàn Ngọc Hải đã thể hiện được mình là người rất có trách nhiệm trong cái đó. Và cái việc mà di chuyển thường xuyên như anh Đoàn Ngọc Hải mà nếu như dính vào Covid-19 thì tôi cũng không biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Bởi vì anh Đoàn Ngọc Hải là người của công chúng và tiếp xúc với rất nhiều người. Tôi hy vọng rằng là những người tiếp xúc với anh Đoàn Ngọc Hải hãy tự cân nhắc cái việc này trước của mình để mà đảm bảo an toàn cho bản thân trước. Và cũng hy vọng rằng là với anh Đoàn Ngọc Hải thì khi thời tiết thay đổi thì các bác có thể nhìn thấy Hà Nội thời tiết thay đổi này, thì cái việc mà cảm sốt các thứ bình thường là việc mà cũng dễ xảy ra. Cho nên là hy vọng rằng anh Đoàn Ngọc Hải sẽ không bị Covid-19 như là anh ấy nghĩ từng tưởng tượng. Nhưng mà trong mọi trường hợp thì cũng nên phải cẩn thận và hạn chế tiếp xúc là cái việc mà bây giờ ai cũng có thể làm được cái điều này. Và đặc biệt tôi cũng mong muốn rằng là nhất là các hiệu thuốc bán thuốc ấy, hãy gọi rằng là phải có được một cái lịch hay là một cái sổ nhật ký khám gì đấy, và yêu cầu để lại những cái thông tin những người nào đến mua thuốc
bao gồm có cảm cúm, ho sốt các kiểu, thì nên lưu giữ lại cái thông tin và đưa những người đấy đi test. Bởi vì hiệu thuốc thì tràn ngập ra mà, ai cũng cần thuốc cả, thì tôi chỉ mong muốn cái điều đó để mà có được cái cơ hội sàng lọc ngay từ đầu vào. Đó là cái điều mà nên làm. Tôi hy vọng rằng Bộ Y tế với Sở Y tế có được cái thông báo và cái việc này là bắt buộc. Bây giờ là ai đi mua thuốc thì đều phải để lại tên tuổi, địa chỉ hết, và phải có các triệu chứng để lại. Và những hiệu thuốc, những chủ hiệu thuốc như là những thông tin đầu vào và đầu vào. Thứ nhất, đảm bảo cái hiệu thuốc của mình là phòng tốt, phòng chống dịch tốt. Cái thứ hai nữa là lưu giữ lại những cái thông tin đó để báo cáo với cơ quan y tế khi cần. Đó. Bởi vì không phải ai cũng có thể đến bệnh viện được. Mà việc khám liên tục, sàng lọc ngẫu nhiên thì cũng là một cái giải pháp. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng là bên cạnh đó, chúng ta cần bổ sung thêm cái giải pháp tại các hiệu thuốc nữa để nắm bắt được những người đang có cái nguy cơ bị bệnh. Lưu điều chia sẻ với các bác như vậy. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Chúc các bác một buổi chiều, buổi tối tốt lành.